Kinh số hai mươi Kinh chạm xe Rathavinita Suta Hai trăm năm mươi hai Như vậy tôi nghe Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha Gaha, Vương Xá Tại Veluvana, Trúc Lâm Kalanda Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc Lúc ấy, một số đông tỷ kheo người địa phương sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong liền đến chỗ thế tôn ở sau khi đến đành lễ ngài và ngồi xuống một bên thế tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên này các tỷ kheo ai ở địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỷ kheo tự mình chi túc và giảng về chi túc cho các tỷ kheo tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỷ kheo tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỷ kheo tự mình tinh cần tinh tấn và giảng về tinh cần tinh tấn cho các tỷ kheo tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỷ kheo tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định cho các tỷ kheo tự mình thành tựu trí tuệ và giảng về thành tựu trí tuệ cho các tỷ kheo tự mình thành tựu giải thoát và giảng về thành tựu giải thoát cho các tỷ kheo tự mình thành tựu giải thoát chi kiến và giảng về thành tựu giải thoát chi kiến cho các tỷ kheo vị giáo giới vị khai thị vị trình bày vị khích lệ vị làm cho phấn khởi vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỉ Bạch Thế Tôn, Tôn giả Puna Matani Puta là tỷ kheo địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau. Tự mình thiểu dục và nói về thiểu dục cho các tỷ kheo, vân vân, như trên, vân vân. Vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỉ. 253. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau. Hạnh phúc thay, Tôn giả Punna Matani Puta. Trơn hạnh phúc thay Tôn giả Punna Matani Puta. Tôn giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp Tôn giả Punna Matani Buddha Tại một chỗ nào Trong một thời gian nào Có thể sẽ có một cuộc đàm luận Với tôn giả 254 Rồi thế tôn chú Tại Rajagaha Lâu cho đến khi vừa ý Rồi khởi hành đi Savathi Ngài tuần tự đi Và đến Savathi Ở đây Thế tôn chú ở Savathi Tại Jetavana Vườn ông Anatha Pindika Tôn giả Punna Matani Puta được nghe Thế tôn đã đến Savathi Chú ở Savathi Tại Jetavana Vườn ông Anatha Pindika 255 Rồi tôn giả Punna Matani Puta Thâu dọn lại sàng tọa Cầm y bát khởi hành đi Savathi tôn giả tuần tự đi và đến Savatthi, Jetavana, vườn ông Anatha Pindika đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đành lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Puna Matani Puta đang ngồi xuống một bên, khích lệ làm cho hoan hỉ. Tôn giả Puna Matani Puta sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ Thế Tôn. Thân phía hữu hướng về Ngài. Từ tạ đi Andavana để nghỉ trưa. 256 Rồi một tỷ kheo khác đến chỗ tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, thưa với tôn giả Sariputta. Hiền giả Sariputta Hiền giả luôn luôn tán dương tỷ kheo Puna Matani Puta. Vị này được Thế Tôn thuyết pháp thích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn. Thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ, đi đến Andavana để nghỉ trưa. Rồi Tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ Nisidana đi theo sau lưng tôn giả Puna Matani Puta, đầu hướng về phía mặt để theo dõi. Rồi tôn giả Puna Matani Puta đi sâu vào Andavana và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Sariputta sau khi đi sâu vào Andavana ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vào buổi chiều, tôn giả Sariputta từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đến tại chỗ tôn giả Puna Matani Puta. Sau khi đến nói lên với tôn giả Puna Matani Puta những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputa thưa với tôn giả Puna Matani Puta. 257. Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? thật như vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo chi kiến thanh tịnh? không phải vậy hiền giả hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn là vì mục đích chi kiến thanh tịnh không phải vậy hiền giả hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn là vì mục đích giới thanh tịnh không phải vậy hiền giả hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh không phải vậy hiền giả hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn là vì mục đích kiến thanh tịnh vân vân như trên vân vân hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn là vì mục đích chi kiến thanh tịnh và tôn giả punna matani puta trả lời không phải vậy hiền giả hiền giả vậy với mục đích gì sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn huyền giả, với mục đích vô thủ trước bát niết bàn, nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Huyền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Huyền giả, không phải vậy. Huyền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Huyền giả, không phải vậy. Huyền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy hiền giả có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hiền giả không phải vậy hiền giả có phải đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hiền giả không phải vậy hiền giả có phải đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hiền giả không phải vậy hiền giả có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hiền giả không phải vậy hiền giả có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn hiền giả không phải vậy hiền giả có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn không phải vậy hiền giả hiền giả có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn không phải vậy hiền giả có phải kiến thanh tịnh vân vân như trên vân vân. Có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, không phải vậy hiền giả. Có cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? 258 Hiền giả nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn thì ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh, vân vân. Hiền giả nếu thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu thế Tôn tuyên bố đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu thế Tôn tuyên bố chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn thì ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, và nếu thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn thì kẻ phàm phu có thể đắc niết bàn vì này hiền giả phàm phu là ngoài các pháp ấy hiền giả tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ ở đây một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói 259 Hiền giả, như vua Pasenadi xứ Kosala, trong khi ở tại Savathi có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa và bảy chạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savathi và Saketa hiền giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Savathi leo lên chạm xe thứ nhất và nhờ chạm xe thứ nhất đến được chạm xe thứ hai. Từ bỏ chạm xe thứ nhất, lao lên chạm xe thứ hai. Nhờ chạm xe thứ hai đến được chạm xe thứ ba. Từ bỏ chạm xe thứ hai, vân vân, đến được chạm xe thứ tư. Từ bỏ chạm xe thứ ba, vân vân, đến được chạm xe thứ năm. Từ bỏ chạm xe thứ tư, leo lên chạm xe thứ năm. Nhờ chạm xe thứ năm đến được chạm xe thứ sáu từ bỏ chạm xe thứ năm leo lên chạm xe thứ sáu nhờ chạm xe thứ sáu đến được chạm xe thứ bảy từ bỏ chạm xe thứ sáu leo lên chạm xe thứ bảy nhờ chạm xe thứ bảy đến được saketa tại cửa nội thành khi vua đến tại cửa nội thành các bộ trưởng cận thần các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau tâu đại vương có phải với chạm xe này bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành. Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosada phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosada phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bảy chạm xe được sắp đặt cho ta giữa Savathi và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi Savathi, leo lên chạm xe thứ nhất và nhờ chạm xe thứ nhất ta đến được chạm xe thứ hai. Từ bỏ chạm xe thứ nhất, ta leo lên chạm xe thứ hai và nhờ chạm xe thứ hai ta đến được chạm xe thứ ba. Từ bỏ chạm xe thứ hai, vân vân, đến được chạm xe thứ tư từ bỏ chạm xe thứ ba, vân vân, đến được chạm xe thứ năm. từ bỏ chạm xe thứ tư, vân vân, đến được chạm xe thứ sáu. từ bỏ chạm xe thứ năm, leo lên chạm xe thứ sáu. nhờ chạm xe thứ sáu, đến được chạm xe thứ bảy. từ bỏ chạm xe thứ sáu, leo lên chạm xe thứ bảy. nhờ chạm xe thứ bảy, ta đến được sake ta, tại cửa nội thành. Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo chi kiến thanh tịnh đạo chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được chi kiến thanh tịnh chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được vô thủ trước bát niết bàn nay hiền giả Sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của thế tôn là với mục đích vô thủ trước bát niết bàn. 260 Khi được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Punna Mataniputta. Tôn giả tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả như thế nào? Hiền giả, tôi tên là Punna và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là matani puta thật hy hữu thay hiền giả thật kỳ diệu thay hiền giả những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư và vị đệ tử ấy là tôn giả puna matani puta thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh thật trơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng được thân cận tôn giả puna matani puta nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả puna matani puta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng để được thân cận thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy thật là trơn hạnh phúc cho các vị ấy thật hạnh phúc cho chúng tôi thật trơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng được thân cận tôn giả puna matani puta khi được nghe nói vậy tôn giả puna matani puta nói với tôn giả sariputta tôn giả tên là gì và các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả như thế nào hiền giả tôi tên là upatisa và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là sariputta tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà tôi không được biết là tôn giả sariputta nếu chúng tôi được biết là tôn giả sariputta thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy thật hy hữu thay hiền giả thật kỳ diệu thay hiền giả những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư và vị đệ tử ấy là tôn giả sariputta thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh thật trơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng được thân cận tôn giả sariputta nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng được thân cận thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật là trơn hạnh phúc cho các vị ấy. Thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật trơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ